Nguyễn Cao Kỳ Duyên bị ném trứng và kỳ thị trên đất Mỹ. Người đàn ông Mỹ liên tục dùng những từ ngữ thô thiển để miệt thị Kỳ Duyên, đồng thời đe dọa đập xe của nữ MC khi cô để hai người bạn mượn sân vườn quay MV. Mới đây, thông qua mạng xã hội, MC Kỳ Duyên kể lại sự việc bị một người đàn ông Mỹ miệt thị bằng những lời lẽ thô tục. Theo Kỳ Duyên cho biết, từ khi sang Mỹ sinh sống, từ đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp như trên. Bằng sự am hiểu luật pháp của mình, Kỳ Duyên rất cứng rắn khi đối phó với người đàn ông này. Cụ thể, MC Hải Ngoại cho biết, gia đình cô mới chuyển đến một ngôi nhà gần biển có view đẹp. Chính vì vậy, hai ca sĩ Ngọc Ngữ cho Ngọc Hà đã mượn sân vườn để quay MV. Mặc dù chỉ hát nhép và phản âm thanh khá nhỏ, nhưng người đàn ông cạnh nhà vẫn tỏ ra khó chịu. Anh ta liên tục la ó về phía nhà Kỳ Duyên trong nhiều đồng hồ và dùng những lời lẽ miệt thị người châu Á. Theo Kỳ Duyên chia sẻ, do gần biển nên đường trước nhà thường được người dân để xe. Điều đáng nói, người đàn ông này yêu cầu vô cớ nữ MC phải lập tức di chuyển xe ra khỏi vị trí, nếu không sẽ bị đập phá. Ban đầu Kỳ Duyên định phớt lờ cho qua, tuy nhiên người đàn ông không có ý định dừng lại và liên tục chửi bới. Sự việc buộc Kỳ Duyên phải có hành động cứng rắn bằng cách dùng điện thoại quay lại và gọi cảnh sát. Khi người đó thấy Kỳ Duyên cầm điện thoại ghi hình, anh ta quay sang hướng khác và không nói gì. Tuy nhiên, khi thấy tôi đi vào nhà, thì anh ta tiếp tục la hét như lúc đầu. Tầng này đã đủ để Kỳ Duyên gọi cảnh sát, nữ MC kể lại. Theo Kỳ Duyên, hàng xóm đã vi phạm pháp luật vì cố tình quấy rối cô trong nhiều tiếng liền. Dù Kỳ Duyên có động thái và cảnh sát đến, mọi chuyện đã được giải quyết. Tuy nhiên, sáng hôm sau, cô lại thấy trước ban công của mình có quả trứng vỡ. Cho rằng hàng xóm tiếp tục có hành động quấy rối, Kỳ Duyên lập tức báo cảnh sát lần hai. Nữ MC khuyên mọi người, nếu bị đe dọa thì nên gọi cảnh sát liên tục để họ thu thập đủ chứng cứ. Bên cạnh đó, Kỳ Duyên lắp camera khắp căn nhà, đặc biệt các hướng qua nhà hàng xóm để đảm bảo an toàn. Khi nhận thấy sự việc đang nghiêm trọng, người đàn ông Mỹ đã qua nhà xin lỗi Kỳ Duyên. Nói về hành động khiếm nhã của mình, anh ta cho rằng do say rượu nên không thể kiềm chế cảm xúc. Kể lại sự việc mình gặp phải, Kỳ Duyên đồng thời chia sẻ kinh nghiệm nếu mọi người rơi vào trường hợp giống mình. Khi bị hành hung hoặc quấy rối, nếu đi chung vài người, một người trong xóm nên quay hình lại. Trường hợp đi một mình đến những nơi vắng người, quý vị có thể chạy vào chỗ có ánh sáng hay đi vào chỗ đông người. Nếu cảm thấy không an toàn, mình gọi cảnh sát ngay, cô nói. Nhiều năm định cư ở Mỹ, đây là lần đầu tiên Kỳ Duyên bị kỳ thị vì màu da. Tuy nhiên, cô khẳng định không phải ai cũng có suy nghĩ như người đàn ông trên. Đa số mọi người đều tôn trọng và có quyền bình đẳng như nhau. Sau khi sự việc xảy ra, nhiều hàng xóm đã bênh vực Kỳ Duyên và lên tiếng chỉ trích người đàn ông thô lỗ. MC Hải Ngoại khuyên, nếu bị kỳ thị ở nước ngoài thì mọi người nên lên tiếng để bảo vệ quyền lợi cho chính mình. Hãy đứng dậy lên tiếng vì bản thân và cộng đồng nếu bị kỳ thị, Kỳ Duyên kêu gọi.